Rồi, hello, xin chào mấy anh em cô thủ ha. Chúc mấy anh em ngày mới gặp nhiều may mắn anh em. Rồi bữa nay tiếp tục lên cái mẫu bội ha. Bội này bội inox nha anh em. Bội inox ha, bội thủ công ha. Vẫn là một thủ công ha. Cái này là inox đang lục giác nha anh em. Đang lục giác 5 ly ha. 5 gem nha anh em. Lục giác 5 gem ha. Cái inox này thì inox này làm bẻ là inox xịn nha, không bao giờ xét ha. Anh em dục ngoài nắng ngoài mưa cũng không xét ha anh em. Inox thì xịn ha. Cái inox này nó có mấy cái chân trụ cầm nè anh em ha, có đầy đủ cho anh em chơi ha anh em. Thì cái inox này thì cái bội này thì cái bội rộng nó bề ngang nó là 36 nha anh em, cái bề ngang rộng là 36 ha, chiều cao lên của nó là 23 ha anh em, 23 ha, chiều cao lên là 23 ha anh em. Thì cái bội này thì hiện tại đang bán giá là 290 bao ship anh em luôn ha anh em, 290 bao ship luôn ha, chiều rộng là 36 ha, chiều cao là 23 ha anh em. Thép đang lục giác ha anh em, đang lục giác ha, 5 gem ha anh em. Bao cho anh em ngoài nắng ngoài mưa không xét ha. Cái này là inox em bẻ là mà toàn bộ bằng thủ công bằng tay ha anh em. Thủ công bằng tay nên không xét ha, anh em dục ngoài nắng mưa cũng không xét ha anh em. Rồi tiếp tục lên cho anh em cái bội ha. Bội này cũng vậy luôn ha anh em, đang lục giác 5 gem quấn bằng tay, toàn bộ quấn bằng tay cho ha anh em. Ha. Rồi cái này bề rộng nó là 32, bề rộng 32, bề cao là 22. Giá của nó là em bán 260 bao ship anh em luôn ha. Bao ship anh em luôn ha anh em. Inox ha, inox xịn sáng bóng ha anh em, không có bao cho anh em mình đắng mình dục ngoài mưa mà nắng cũng không có xét ha. Làm bẻ thôi, quấn bằng tay không ha anh em. Ha. Toàn bộ làm bằng tay chứ ha anh em. Rồi, cái này là bị rộng 32, cao 22 nha anh em, giá 260 bao ship anh em ha. Rồi hai cái ha anh em, nhắc lại cái lớn ha, cái lớn là rộng 36 ha, cao 23 ha anh em. Đang lục giác 5 gem bằng inox không xét ha. Em bán giá là 290 bao ship ha. Còn cái này thì 32 ha, rộng 32, cao 22 ha. Giá là 260 bao ship anh em ha anh em. Rồi hai cái tiếp tục nữa này, lên cho anh em thêm cái bội đang thường ha anh em. Bội đang thường ha, bội này đang thường bằng thép ha. Này bằng thép nhưng mà em có sơn nhà binh đó, sơn tĩnh điện đó. Sơn màu xanh nhà binh ha anh em. Sơn tĩnh điện nhà binh ha. Thép thì rồi em nhúng thêm mà sơn tĩnh điện thì nó không bao giờ xét ha anh em. Này đang thường ha. Đang thường. Cái này cũng toàn bộ bằng tay chứ ha anh em. Bằng tay ha, làm tay không, cái bội thì mình làm bằng tay ha anh em. Thì cái này bề rộng nó 36 nha anh em, cái lớn nè bề rộng 36 ha. Chiều cao 23 ha. Rộng 36, cao 23 thì hiện tại cái này đang lục giác đang 6 gem nha anh em. 6 gem ha, lộn ha, 6 gem ha. Hiện tại giá em bán là 170 bao ship anh em. 170 bao ship ha. Này thì xài anh em cứ yên tâm, này không xét đâu ha. Bao cho anh em này làm bằng thép mà, thép có độ đàn hồi nó ok lắm ha anh em. Độ đàn hồi ok lắm ha. Cái này anh em có mấy chân khi giao anh em là có giao cho anh em kèm theo mấy cái chân cắm xuống ha. Khi quay thì không có ha, anh em thông cảm ha anh em. Thì cái này là chiều cao nó, chiều rộng nó là 36 ha, cao 23 ha. Thép thì thép 6 gem ha anh em. Hiện tại giá em đang bán là 170 bao ship ha. 170 bao ship anh em ha anh em. Thằng này thì bán nhiều lắm nha anh em, bán nhiều ha. Rồi, cái này cũng vậy luôn ha anh em, cái này đang thường ha, đang thường cái bội nhỏ này để cho mấy ha, cái bội nhỏ ha. Cái này bội nhỏ thì cái bề rộng của nó là 26, bề cao 20 nha anh em, rộng 26 cao 20 ha. Cái này thì không bao ship nha em. Cái này em bán giá là 101 không bao ship ha. Cái này cũng là bằng thép ha anh em, thép có độ đàn hồi cực kỳ cao ha. Sơn tĩnh điện màu xanh nhà binh ha anh em. Cái này 101 không bao ship nha anh em. Cái này 170 bao ship ha. Và ngoài ra anh em nào có lấy cái đáy ha. Cái đáy thì bán thêm rồi luôn ha anh em, 40 ngàn ha. Nè cái đáy nè, cái đáy mình để dưới nè. 40 ngàn nha anh em ha, 40 ngàn. Rồi tiếp tục lên đủ bộ cho anh em luôn ha. Rồi là một cái bị giò ha anh em, bị giò ha. Cái này thì em làm bằng cáp lụa xe 7 nha anh em, cáp lụa xe 7 ha. Cáp lụa bằng xe 7 này bằng thép 7 con thép xe lại ha anh em. 7 con cáp xe lại ha. Cấp lụa xe 7 nhưng mà 7 không cấp mịn là nó xe lại nó mịn lắm nha anh em, mịn lắm ha. Cái này anh em mà đánh nhưng mà ngoài trời nắng anh em là như là tàn hình không thấy luôn ha. Cái màu cái cổng cấp này là nó được nhộm màu lá khô á anh em, mà cổ khô á nên ra ngoài nắng là cũng như là tàn hình luôn ha. Rồi cái chân đó là chân khoan hai lỗ anh em, cái chân nè khoan hai lỗ quấn đồng ha, từ dưới liền lên trên chắc chắn nha anh em. Nè có phen đó này, nè có phen liền ha, phen đổ đút liền luôn ha anh em. Thì cái này bộ một bộ này là chữ O hay còn gọi là Malai anh em. Thì cái này thì mình đánh trong cỏ ha, cái chân nó hơi dài ha,
chứ nó dài mình đánh trong cỏ hoặc chỗ ngụy trang là ok lắm nha anh em. Đánh ngoài đất trống cũng tốt lắm nha anh em, anh em mà chấn ngoài đất chốt trống hay là ngoài cỏ vùng này là tàn hình luôn ha anh em, trong cỏ khô là tàn hình đó chứ ha, này nó như là ở ngoài nhìn không thấy luôn, ở ngoài mình lắm ha anh em. Để em quân kỹ cho anh em thấy ha nè, cái này là bảy cổng cáp nhỏ xe lại ha anh em, bảy cấp nhỏ thế lại chân hề được khoan hai lỗ quấn đồng chắc chắn lắm nha, quấn liền từ dưới lên luôn ha anh em. Dây xịn nha anh em. Cái dòng này thì hiện tại thì chắc anh em có biết nhiều rồi, thì dòng này thì bán nhiều lắm nha anh em. Thì em bán 17, em bán 7 cái là 90 nha anh em, 7 cái 90 ha. 10 cái em bán 130 ha anh em. 7 cái 90, 10 cái 130 nha anh em. Anh em coi nè. Cấp độ C7 ha, cái này ra này. Này là của Malai nha anh em. Chữ O là hay là gọi Malai ha. Gọi lên cho anh em coi cái dòng chữ U nè. Chữ U là gọi là Thái nè anh em, cũng vậy ha. Này là mà cấp lụa C7 luôn nha anh em. Cũng vậy, cái chân đó mình quấn đồng ha, quấn đồng khoan hai lỗ liền từ dưới lên trên ha. Dây thì nhọn màu cổ khô ha, cái này là gao nắng, cái này là mình để mình đánh ngoài đất trống hoặc là trên cát, trên đất trên cát mà bùn rồi đó anh em, là tàn hình luôn ha. Anh em nè, nhìn dây nè, dây nhọn màu cổ khô rồi cái cũng cáp nè. Cáp màu cổ khô luôn ha anh em, tàn hình luôn. Rồi cái này thì hiện tại thì cũng bán đồng giá thôi. 7 cái thì 90 mà 10 cái thì 130 nha anh em. Thì mấy cái hàng này thì chắc anh em biết nhiều rồi. Cấp độ C7 ha anh em, 7 cấp xe lại ha. Rồi chiếc C, chiếc C cũng vậy luôn nha anh em. C thì cũng vậy luôn ha. Này cũng khoan hai lỗ đồng liền lên luôn ha. Cấp độ C7 luôn nha anh em. Và em bán cũng đồng giá luôn nha. Thì em bán có 3 dòng thôi nha anh em. Thì em bán là chiếc chữ U qua chữ U này là Thái nha anh em. Chữ C là của Việt ha. C với chữ U với chữ Việt thì của chữ C là Việt thì mình đánh ngoài đất trống hay trong cỏ ha. Còn cái Malai này chân nó hơi dài mình đánh trong cỏ luôn được ha anh em. Cỏ ha. Thì bán đồng giá ha anh em. 7 cái là 90, 10 cái là 130 ha anh em. 7 cái 90, 10 cái 93 ha. Rồi em có bán túi đựng bổi nữa nha anh em. Này ha, túi đựng bổi bán cặp 25.000 ha anh em. Này nó không ngọt ha. Anh em coi nè, giải nè. Coi giả không ngọt nè em xem. Và em có bán cái túi mà mình đựng như dạng như mấy chim sâu hoặc là chim sẻ đồ mấy thứ nhỏ nè anh em. Cặp em cũng bán 25.000 ha. Rồi em có bán cái nọc đánh trần. Nọc trần này làm theo kiểu Malai nha anh em. Thì cái đầu này thì nó cái đầu này là bằng đồng thao ha, chân dưới là bằng inox nha anh em. Dưới bằng inox ha. Cái này em làm theo kiểu Malai ha, cặp dễ bán 180 nha anh em. Rồi em có bán cục chì nha anh em, cục chì này nó vừa luôn nha anh em, vừa luôn ha. Nó không nặng mà cũng không nhẹ ha, nó vừa là không có cho con chim mình bay cao được xa được ha. Chập gửi cục này em bán 25.000 nha anh em. Rồi em có bán một combo như vậy nè anh em. Combo này như vậy nè, một cục chì nè. Một cục chì, một bẫy chân nè, một bẫy chân và hai cái bổi nè, hai cái túi đựng bổi nè. Vậy là em bán 280 nha anh em. 280 ha. 280 cặp combo này em bán nhiều lắm. Combo này vậy là em bán nhiều lắm ha anh em. Nhiều lắm. Vậy em có bán xích chân nữa nha anh em. Là xích chân số 8 này, xích chân số 8 này thì siêu rồi. Là bằng dây siêu bền ha anh em, xích chân bán chống sắn ha, cái nào cũng chống sắn hết trơn anh em. Chống sắn nghe rút xịn sò luôn ha. Nè anh em coi nè. Cái này thì hiện tại em bán 65.000 nha anh em. Rồi cái này thì của thằng nè, anh em coi nè, cái nào cũng chống sắn hết trơn ha anh em. Malai ha. Chống sóng mặt đạn hết trơn ha anh em. Này em bán 50 nha anh em. Việt thì em bán 45 nha anh em, Việt thì 45 ha. Em bán đủ xích chân hết trơn ha anh em. Nè. Cái này Việt nè. Làm chắc chắn ha. Chống sắn hết trơn ha anh em. Này yên tâm ha, chống sắn ha. Anh em sợ chống sắn ha. Mặt đạn hết trơn, dây thì siêu bền luôn. Bao cho anh em luôn. Rồi ngoài ra em có bán thức ăn nữa nha anh em. Thức ăn của em thì ngũ cốc của em thì nó ngũ cấp nhập và Việt cũng có ha. Thì đây đầy đủ nó tới cái một ngũ cốc này em cho anh em coi nè. Em chọn vô này tới 12 loại đó ha anh em, 12 loại ha. Hàng ngũ cốc bên em là hàng tinh sạch không hạt lép luôn nha anh em. Chọn trong này 12 loại ha. Em chọn của Thái Mỹ nè, của Thái bảy màu, Thái đen, bo trắng, bo đen, kê vàng, kê đỏ, láng trời, láng tròn, láng dài, mầm ghi của Mỹ rồi ha anh em. Cái màu sau này cái màu ghi nè. Mà ghi này là con chim mình nó bị yếu đường ruột hay là bệnh đường ruột ăn từ từ hết luôn ha nè. Ha. Chọn 12 loại trong này ha.
em có chọn đậu xanh với mè đen hay nè. Em chọn mấy cái hàng quay cho anh em coi 12 loại ha, đầy đủ cho nghe nè ha. Kê vàng, kê đỏ, bo bo, hạt kê, đáng chàng, ngón dài ha anh em. Rồi bọc ngũ cốc này chọn sẵn trong này 12 ha, 12 loại ha anh em, 12 loại ha. Nhìn em nào mà có mua bội bao xít á thì em bỏ vô cho anh em luôn ha, ký bán 60 nha anh em. Anh em yên tâm ha, không có chất bảo quản, không bụi bặm, không mối mọt ha, hàng mới về ha anh em. Dạng lô bán ít bữa là hết thì em về lô mới ha anh em, cứ yên tâm không có mối mọt ha anh em. Rồi chúc anh em ngày mới vui vẻ ha anh em, hẹn gặp lại anh em lần sau ha. Anh em nào có đặt hàng thì cứ alo em trực tiếp ha, hoặc là nhắn tin số đó mình Zalo nha anh em. Con cốc này xịn lắm nghe nè, ngày nào cũng đi bán nhiều lắm ha. Cốc này anh em khui ra là thơm phức ha, không có chất bảo quản, không có gì trên ha anh em, anh em yên tâm không mối mọt bụi bặm ha. Rồi hẹn gặp lại anh em lần sau ha anh em.